chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng đây. Em xin chúc tất cả các bác một tháng mới mạnh khỏe và rất nhiều lộc lá nhé. Và thật nhiều lộc lá luôn. Đó. Em sẽ quay cho các bác một em GL33 cabin máy lạnh mắt, điều hòa mắt lạnh luôn. Em cabin này số cơ nhé các bác ơi. GL33 nó cũng tương tự những cái dòng GL32. Lần trước em đã quay một em GL32 cabin siêu đẹp luôn, thì các bác đã mua rất nhiều rồi. Nên là các bác rất nhiều các bác hỏi cái em đấy, thì hiện tại em không còn nhá. Em chỉ có về mới em mới đây thôi, GL33 mới này. Thì các bác có thể tham khảo video để mình mua máy nhá. Đó. Sơ bộ luôn, đẹp lắm. Em này đẹp lắm ấy. Đó. Quá là nét luôn. Em đã làm video ngắn rồi nhưng mà em chưa kịp đăng lên kênh YouTube. Em mới đăng lên kênh TikTok thôi. TikTok với cả trang Facebook cá nhân. Đó. Này quay chi tiết cho các bạn xem để xem. Cho các bạn những kênh YouTube thì có thể tham khảo nhá. Đây các bác ơi, em cabin này thì là 33 mã lực luôn. Đó. Thông số lốp trước này. 8/16 nhá. 8/16 đây, lốp đẹp luôn. Em này phải mới đến tầng 90-92% luôn ấy. Lốp đẹp quá. Lốp đẹp, mâm đẹp luôn. Lốp sau cũng thế. Lốp sau này 13/6/24, siêu to luôn. Dòng trên 30 mã thì mình có những em như thế này là rất là to rồi. Phù hợp làm ở ngoài Bắc này rồi các bác này. Đó. Mà riêng nhất là cái phần cabin đúng là hợp lý ở cái ngoài này luôn, bởi vì đang miền Bắc đang rất là nắng nóng. Đó. Các bác mà bây giờ làm máy cứ mua mấy cái dòng cabin như này thì cho nó khỏe người này. Đó, nhìn cabin nguyên bản rất là đẳng cấp luôn. Cabin nguyên bản luôn nha các bác ơi. Bây giờ mà mình có muốn làm một cái cabin như này rất là tốn kém và tốn thời gian luôn ấy. Đó, nên là lựa được những em có cabin nguyên bản như này thì mình quất luôn nhá. Đó. Đây này các bác ơi. Đây xà. Quá là đẹp luôn. Nhìn nó hơi tối nhỉ. Đây, phần cầu trước của nó đây nhá các bác ơi. Phần cầu trước này. Bao đẹp, bao zin luôn. Bao khô ráo luôn. Máy móc bên em nói chung là em chỉ nhập hàng đẹp, hàng tuyển thôi. Nào các bác mua hàng yên tâm nhá. Không có hàng xấu, không có hàng lỗi gì đâu. Đó. Hàng đẹp thì em mới nhập thôi. Họ nhà em cũng test lên test xuống rồi test trước test sau thì mới mang ra để trình làng đây. Đó. Đây để cho các bác xem phần đằng sau này đi. Đây đằng sau này. Đây. Đó. Quả lốp đẹp quá. Đây em sẽ mở nó ra cho các bác xem nội thất bên trong này. Cabin mát lạnh này. Đó. Đây. Bên trong này rất là kín luôn mà có đầy đủ luôn này. Điều hòa mát này. Đèn đài đầy đủ luôn này. Hiện tại ở đây các bạn ý đang chưa lắp cái kiếm rồi thì cái đôi cá thứ vào dàn phay ấy. Thì lúc nào mua máy thì bọn em sẽ lắp đầy đủ luôn cho các bác luôn nhá. Để em cho các bác xem. Em này số cơ này, 4 tốc độ này. Đó, số của nó đây. Rất là xịn sò. Lên đây xem này. Đang để đổ nên em không muốn dẫm nó vào lắm. Đó. Nhìn nhà thoải mái luôn này. Đó. Nó hiện đại lắm các bác ơi. Không khác gì cái ô tô con luôn nhá. Đó, gạt che mưa, che nắng. Đúng là làm trên đây cho nó khỏe người này các bác này. Đó. Không lo nắng mưa, không lo rét mướt. Mùa hè thì mát lạnh mà mùa đông thì ấm áp luôn nhá. Đó. Còi đèn đầy đủ nhưng mà để xem là có sáng. À chắc là đang không có bình nên là em sẽ không test được cái phần đấy cho các bác. Nhưng mà đây là em đời mới luôn nhá các bác ơi. Đời mới đó. Đẹp lắm. Có cái phần BTO của nó ở đây. Lúc nào cũng sẽ có số phanh ngược luôn cho bác này. Đó, 4 số và có số phanh ngược luôn.
đầy đủ luôn. À. Rồi em sẽ đo lại gương đầy đủ luôn này. Đấy. Rồi cho các bác xem phần động cơ đi. Wow. Đó. Nay thì không test được. Hiện tại thở nhà em đang bận nên là em cũng chưa nhờ. Máy bay đã đi qua. Chưa nhờ để test cho các bác luôn, nhưng mà em này sẽ là động cơ 3 máy nha các bác ơi. 3 máy cabin điều hòa. Rồi các bác ơi, đó, em sẽ quay chi tiết như thế sang bác đã. Qua một lượt cho các bác đã. Các bác có quan tâm đến nó hoặc là muốn quay chi tiết, muốn nổ máy như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. Bên em sẽ test trực tiếp luôn cho các bác luôn. Dạ, gọi Zalo test trực tiếp luôn cho các bác nhé. Rồi ạ, còn em xin phép là không báo giá trên mạng nhé các bác ơi. Các bác quan tâm đến giá có thể liên hệ trực tiếp bên em, hoặc là để lại số điện thoại em sẽ liên hệ lại cho các bác nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.